Chào mừng anh em đến với Ba Quy Shop trong quê Mebia. Hôm nay giới thiệu với anh em trận đấu của chú Thành và Lão Thọ. Chú Thành chấp Lão Thọ 30 điểm đến 130 100. Trận đấu này được quay tại quán cà phê Mebia của chú Úc Vũ. Mời anh em theo dõi trận đấu. Ba triệu
Ừ, đúng vậy đi. Đúng vậy rồi sao? Ngon, đặc biệt ngon à. Thằng Ly. Nhiều luôn. Rồi, giờ mắc xe coi cái. Đường này chưa dắt nữa. Nó còn lòn, lùm lum cho nữa. Ôi trời. Đá rồi chắc là đủ đường hụt nữa. Chắc nó đi dạng thôi. Cô lê ra nó đá này nè. Tại cái đường hay bằng đường đường cổ xe. Một cái này một cái. Đây bằng cái bây giờ, chứ ba bằng không vừa. Biết vậy sao? Dạ. Lão chú quýnh một coi rồi. Đi chưa? Đúng như này không ta? Ai biết? Đó hỏi cái lực lượng mạnh cái nhẹ thôi. Dưới đây đừng có lên, đừng có chết. Chỉ là gom tiền cho chú coi nữa. Ngày chạy ra. Thì cô Lan không được, cứ chết, bạn Bi cũng khó nữa. Tao chỉ bây giờ này tao quýnh bảo đảm, bảo đảm. Dạ. Không băng bi luôn. Cứ để cái này lên xuống chúng này, không cần băng bi luôn. Trời ơi, này ta đâu cũng băng. Ghét chứ. Cũng băng cũng được ghét kìa vậy. Bỏ túi lên một lần. Bây giờ có tắm bây giờ à? Vậy trong thế mà giáo bộ quá. Đặt lại kiếm cái ngày nó kiếm khó. Trời ơi. Vậy quýnh nó có nổ hay hơi rồi. Hơi rồi mà ép trả lại rồi. Tôi cho con đó. Không cho gà, tao quýt luôn hả? Có bằng lệnh. Này mà của số đồ là bằng chính xác chứ. Ai mà học số đại tử này mấy rồi đó? Bảy nè. Còn nó dính số kìa. Kéo thì đúng rồi đó chứ nói gì. Kéo gì đúng rồi đâu. Kéo rồi xuống rồi mới tới rồi. Rồi xong tôi mới còn cái bữa lo là con bi tá lùng lùng. Chị xét cơ rồi. Thôi. Hai trái hai cái cờ đúng không? Cái thứ ba là gọi đó thôi. Người quen phải không?
con hơn chú ơi. Chuyện đó là một lần hoài luôn, không có ai.
lần cái rồi mình giúp người ta, mình giúp lỗi người ta cái rồi. Quýnh thêm cái đó nó kỳ dữ lắm. Đấy, nó chạy đấy. Mình gửi cho chú. Anh đâu là bà? Con bà. Hợp lý nha. Con cũng nghe lời chú luôn, vô gà thì luôn. Con gì vậy? Đi con hai chú nghe. Quá nhẹ vậy đi ra. Để rồi nhẹ chứ gì. Chứ đi không có thật gì rồi. Tao là mày chết mày rồi. Thank you.
đây để con làm lại. Dạ
Nếu mà được nhớ không?
quay cái này hay quá rồi. Đẹp chắc. Về cái nhỏ banh luôn.
không lẽ quên sao giờ đã đóng tiếng băng mà không biết đi qua ra hả? Lấy tờ giấy luôn được hỏi thì thắng ngay ngang thì chui chị nghe mà thành công đó. Bây giờ bị đúng được bay đúng được quá con nhé chú rồi ngon nó làm được rồi. Sai rồi. Đưa đây nè.
đâu phải lúc nào cũng trúng những cái ý muốn được đâu. Xác tôi luôn. Ừ, vậy đó. Đấy. Đấy. Lên cao cao để dễ quýnh. Chờ chuẩn bị nó khó quýnh rồi chú. Giờ quýnh ca ghê phải là mình chết, phải là ông chết. Còn cái dây trắng không ngon. Không chờ ba trái, không lấy trái này không nữa. Chú quýnh đã ghét thì nó lọt, mà chú quýnh thì hồng luôn. Quýnh hồng là lọt luôn. À, chi gô đây. Góc lọn cao lắm. Dùng con số là đây giờ. Ép mà luôn. Quên nói chú là thầy của ông lớn tuổi rồi, ông có thầy nữa. Trời, kêu cho con. Không ngon rồi, kẻ không ngon cũng chứ khác. Quy định là cho nó về vừa ố mà nó về bên đây rồi. Cũng như nhau, ba tiếp luôn đi. Góc đó mà lòn dữ lắm, dở luôn. Còn chứ. Sao lòn được? Còn chứ mà lòn mà. Nhỏ mới lòn thấy gì vậy? Quay. Và nhìn số nhìn bốn. Chín bảy. Gà hả? Ngon này thì gà. Cũng bằng chú ơi. Không, Đã hả?
Ăn đi chú ơi. Mệt quá. Bị con vừa gọi với bị gơm. Ngay đi có nhiều đi. Dẫn ngoại bi này còn lòng suốt. Tay giờ tới đó còn chưa ngon. Ta đá lại cái nữa ngon. Phải có hai trăm luôn. Hai điểm. Đây. Kệ đi ba. Đâu lấy bài.
gì sao bỏ quá đặt vô đi, thở bụng chưa, nó sẽ không dữ lắm. Nó hơn nó cái gì dữ vậy à, trận đấu đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nhé.